các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ Cục Quản lý Tài Sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng trả lời, giải đáp những thắc mắc về những câu chuyện tài chính của các bạn. Thì hôm trước ở trên cộng đồng Đầu Tư Thông Minh Tự Do Tài Chính có nhận được một câu chuyện của bạn Linh. Bạn có chia sẻ đó là: mình năm nay 30 tuổi, đang là single mom. Hiện mình đang có một em bé học cấp 1 và hai mẹ con đang sống cùng với ba mẹ mình. Thu nhập thì lương hàng tháng cộng với mình có bán hàng online, trung bình mỗi tháng khoảng 35 triệu. Mình có một căn nhà đang cho thuê khoảng 7 triệu trên một tháng và mình hoàn toàn tự nuôi con, không có sự hỗ trợ từ bố cháu. Mỗi tháng mình đóng cho ba mẹ 8 triệu tiền ăn cho hai mẹ con. Khoản chi nặng nhất hàng tháng là học phí cho con là 15 triệu trên một tháng. Tiêu vặt đi ăn, đi chơi, mua sắm thì mình chi khá bừa bãi và thường không bao giờ tổng kết. Do lâu nay mình sống không có mục tiêu tích lũy nên cuối cùng sau một vài năm chả thấy tiền đẻ thêm gì cả. Ông bà, chú bác có cho cháu các dịp sinh nhật, lễ Tết thì mới có thêm. Cứ khi nào có tiền dư ra thì mình tùy hứng cho vào các app cho vay lãi, mua chứng khoán theo cảm tính, lúc lãi, lúc lỗ. Cuối cùng tính ra thì vẫn dậm chân tại chỗ. Còn một phần mình gửi tiết kiệm ngân hàng để khi đi du lịch nước ngoài thì dùng số tài khoản đó để chứng minh tài chính xin visa. Hiện nay thì mình bị mất kiểm soát và thấy tài chính của mình đang rối tung cả lên. Mình tính tự thiết lập mục tiêu và mua một căn chung cư nhỏ ở gần ba mẹ và tiết kiệm tiền để cho con đi du học sau này. Con mình năm nay mới học lớp 2. Vậy các chuyên gia có thể cho mình xin lời khuyên để bắt đầu đầu tư như thế nào? Vậy thì đây là câu chuyện của chị Linh. Và chị Linh có chia sẻ đó là: thu nhập hàng tháng thì là 35 triệu. Hàng tháng thì chị có chi 8 triệu tiền ăn cho hai mẹ con. Tiền học cho con là 15 triệu trên một tháng. Còn lại thì tiêu linh tinh và không dư giả nhiều. Có đầu tư nhưng mà đầu tư cũng không có lãi, thậm chí là lỗ. Vậy thì theo anh Quang thì vấn đề của chị Linh có chia sẻ ở đây là như thế nào? Mình nghĩ là bạn Linh vướng khá nhiều vấn đề mà rất nhiều người bạn thuộc cái nhóm gọi là trung lưu, middle class là vướng phải thôi. Tức là không có một kế hoạch tài chính rõ ràng gì cả. Chính vì thế mà nó sẽ dẫn đến là các hoạt động liên quan đến tài chính cá nhân của bạn ấy, như là cân đối thu chi này, rồi xây dựng tài sản như nào này, đúng không ạ? Rồi đầu tư có hiệu quả không thì nó đều bị vướng hết. Bạn đã không nó không cho bạn Linh một cái điều rất là quan trọng, có một cái cảm giác là cảm thấy an tâm với cái tình hình tài chính của mình. Đó là cái vấn đề mà bạn Linh đang gặp phải là như vậy. Vậy thì theo anh Quang thì mức thu nhập của chị Linh thì cũng là mức cũng khá là cao, đúng không? 35 triệu trên một tháng. Ngoài ra thì cộng thêm một khoản là bạn đang có một căn nhà đang cho thuê với 7 triệu nữa. Như vậy cộng lại là 42 triệu một tháng. Thì đây là một cái mức thu nhập mình nghĩ là rất là khá ở Việt Nam. Đó, vậy thì chị không có được cái mức chi tiêu hợp lý và cũng không dư giả nhiều. Vậy thì nguyên nhân là do đâu anh Quang? Mình nghĩ là nguyên nhân chính là có lẽ là bạn ấy chưa ý thức được cái tầm quan trọng của cái vấn đề là mình phải có một cái kế hoạch tài chính để mà hướng tới sức khỏe tài chính bạn đang đầu tư bài bản như nào cho nó hợp lý, là bạn không hoàn toàn không có ý thức về cái việc này. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì cái thứ hai nữa là chắc bạn ấy cũng không có kiến thức, đúng không? Cũng không biết là phải làm như nào. Kể cả bây giờ bắt đầu dần dần là bạn ấy cảm thấy là mình đang thấy mất kiểm soát và rối tung lên vấn đề rồi này, nhưng mà không, bạn ấy nói luôn là bạn ấy không biết bắt đầu từ đâu cả. Như vậy là cũng không hoàn toàn không có kiến thức gì về quản lý tài chính như nào, và cần phải có một cái người coach để đồng hành làm sao thì cũng hoàn toàn không có cái việc này. Đó, thì đây là cái nguyên nhân sâu xa của cái việc này. Ngoài ra thì chắc là cũng do theo kiểu là thói quen thôi, đúng không ạ? Thói quen là cứ có tiền thì tiêu thôi, đúng không? Thậm chí khi mình nhìn vào một số liệu này mình sẽ thấy là phải có những cái khoản chi mà nó đang mình nghĩ là khá bất hợp lý. Ví dụ như thu nhập 42 triệu nhưng mà chi đến 15 triệu. Đúng không ạ? Cho tiền riêng, tiền học phí của con thôi nhé. Đây là gọi là tiền học phí của con thôi. Như vậy là nó phải chiếm đến tầm bao nhiêu phần trăm? Phải đến hơn 33%, gần 40%. Như vậy là nó rất là cao trong cái tỷ trọng trong trường hợp như này. Đấy, tóm lại là
cái cây này là cây mà nguyên nhân quan trọng nhất là thiếu kiến thức và chưa ý thức được cái tầm quan trọng của việc là cần phải có một cái tài chính của bài bản để hướng tới sức khỏe tài chính và an toàn đầu tư như này. Vậy thì để cải thiện cho vấn đề của chị Linh thì chị Linh có phải là chị Linh phải tích lũy thêm kiến thức và lập cho mình một kế hoạch tài chính cụ thể. Vậy thì làm sao để chị Linh cải thiện được kiến thức của mình và lập cho mình một kế hoạch tài chính cụ thể? Thì em Quang chia sẻ chi tiết về vấn đề này. Rồi Linh đang hỏi là nên bắt đầu từ đâu đúng không? Thì mình nghĩ là Linh hoàn toàn có thể đăng ký cái lớp kiến tạo sức khỏe tài chính và an toàn đầu tư của tại VNRX. Tháng tới sẽ tổ chức vào trong tháng 8 đây. Thì ngay lập tức là Linh sẽ có ngay cái kiến thức là làm nào để mình biết như nào là sức khỏe tài chính, như nào là an toàn đầu tư và cái con đường đi như nào, đúng không ạ? Đó là cái bước đầu tiên mà bạn Linh có thể làm được. Rồi song song cái việc như vậy á, thì Linh hoàn toàn có thể nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia, cụ thể là các financial health coach của VNRX, có thể đồng hành và giúp bạn Linh lập được một cái tài chính tổng thể cho mình. Bắt đầu từ việc là mục tiêu như nào, đúng không? Ví dụ như ở đây là Linh là đã có hai cái mục tiêu rất là rõ ràng là muốn mua một căn chung cư nhỏ ở gần ba mẹ này, đúng không? Và tiết kiệm tiền để con đi du học sau này. Thì nó có khá cụ thể rồi. Đấy, xong bắt đầu là sẽ review lại sự thêm là cái tình hình hiện tại đang cân đối thu chi ra sao, để mà hàng tháng có thể có bao nhiêu tiền vô dư ra để đưa vô cái kế hoạch tài chính của mình như nào. Và hiện tại là tích lũy tài sản đang ở mức độ như nào rồi, còn phải tích lũy thêm bao nhiêu để đạt được cái kia, đúng không? Như vậy là bạn ấy sẽ biết được mục tiêu nhé, tình hình hiện tại nhé, đúng không? Rồi bắt đầu là sẽ để mà có sức khỏe tài chính và an toàn đầu tư thì đồng thời phải xây dựng được những cái loại tài sản cơ bản. Cụ thể là bạn ấy phải coi thử là mình đã có cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh chưa, đã mua đầy đủ các loại bảo hiểm, đúng không? Gồm cả bảo hiểm y tế này, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm nghèo chưa. Rồi ngoài ra thì Linh cũng phải coi thử là mình cần phải có một cái kế hoạch ưu trí của mình như nào, đúng không? Có thể cân nhắc mua các cái gói đi go tích sản ưu trí của tại VNRX để mà có một cái kế hoạch cụ thể cho cái phần này. Thì sau khi xây dựng được hai loại tài sản đó rồi thì mới đến các cái loại tài sản mà theo mục tiêu, mà cụ thể đây là Linh đang muốn là đầu tư để có tiền mua một căn chung cư nè và có tiền cho con đi du học, đúng không ạ? Thì từ cái việc mà mục tiêu thế thì sẽ biết được là thời gian để đầu tư để và các cái tài chính này là sẽ trong bao lâu và cái khẩu vị rủi ro của Linh như nào, thì từ đó Linh sẽ ra được một cái phân bổ tài sản phù hợp. Và mình nghĩ là với cái thu nhập của bạn Linh tốt như này thì cái việc mà chỉ cần có một được trang bị được kiến thức và có một người financial health coach đồng hành để mình thiết lập lại các cái kế hoạch rồi cùng nhau thực hiện kế hoạch đó một cách kỷ luật bài bản thì hoàn toàn có thể cải thiện được cái tình hình tài chính của mình trong một thời gian rất là sớm thôi. Như vậy thì anh Quang có chia sẻ để cho chị Linh có cái con đường, cái cách thức để cải thiện cái tình hình tài chính là chị Linh hãy xây dựng cho mình một cái kế hoạch tài chính cụ thể. Nếu như mà không thể xây dựng được thì có thể nhờ đến các financial health coach tại VNDirect để có thể đồng hành cùng chị Linh xây dựng kế hoạch tài chính, xác lập mục tiêu như chị Linh có chia sẻ ở trong câu chuyện của mình là mua một căn chung cư và dành tiền sau này cho con đi du học. Sau đó thì xây dựng những tài sản cần thiết, tài sản phòng vệ, các loại bảo hiểm và tài sản tích sản hưu trí. Sau đó thì sẽ là đến các loại tài sản hướng theo cái mục tiêu đầu tư của mình. Ngoài ra thì chị Linh cũng cần phải đầu tư kiến thức cho bản thân mình để có thể vững bước trên con đường đầu tư, kiến tạo sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.